Nhạc sĩ kỷ lục gia Thiện Hảo, tên thật là Nguyễn Văn Công, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Viking xác lập kỷ lục là nhạc sĩ sáng tác và được cấp bản quyền tác giả cho nhiều ca khúc nhất trong thời gian 6 năm, từ năm 2018 đến năm 2024 với 400 ca khúc. Nhạc sĩ kỷ lục gia Thiện Hảo đã sáng tác nhiều ca khúc đa dạng nhiều thể loại về quê hương đất nước, về tình yêu con người, cùng nhiều thể loại tấu hài và cải lương. Với sức sáng tạo nhiều nguồn cảm hứng tuyệt vời, nhạc sĩ Thiện Hảo, thường trú tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã được ghi nhận gia tài âm nhạc qua những giải thưởng kỷ lục cụ thể. Trong năm 2019, nhạc sĩ đã xác lập kỷ lục Việt Nam là người sáng tác và được cấp bản quyền tác giả âm nhạc nhiều nhất với 200 ca khúc trong thời gian 6 tháng từ năm 2019. Đến tháng 6 năm 2022, nhạc sĩ kỷ lục gia Thiện Hảo tiếp tục được đón nhận 3 huy hiệu: Đĩa vàng sáng tạo do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng, Kỷ niệm chương của Viện Kỷ lục Việt Nam Vietmaster, chứng nhận của Viện Sở hữu Trí tuệ VIPI là người đại diện tiêu biểu cho cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam